Dạ cô ơi, bây giờ trong siêu thị có nếp nhưng mà hai loại nếp Maison với lại nếp sông Hồng, cô muốn lấy cái nào hả cô? Dạ rồi, 3 ký ha cô ha. Mỗi ngày từ 8 giờ sáng, đội tình nguyện là những nghệ sĩ có mặt tại các siêu thị lớn tại quận Phú Nhuận, quận 10 và quận 11 thành phố Hồ Chí Minh để đi chợ giúp bà con mùa dịch. Bạn Trần Thị Thiện Tâm, cán bộ nhà văn hóa thanh niên, phụ trách đội nghệ sĩ đi chợ giúp dân cho biết, trung bình một thành viên có thể mua sắm hơn 10 đơn hàng trong khoảng 4 tiếng. Như vậy, mỗi nhóm nghệ sĩ hỗ trợ cho khoảng 150 đơn hàng mỗi ngày. Á hậu Mâu Thủy chia sẻ, bản thân cô cùng các anh chị em nghệ sĩ khác đều yêu thích và thoải mái với công việc tình nguyện, vì phần nào giúp bà con thành phố, đặc biệt là người dân trong khu cách ly, phong tỏa, có đầy đủ hàng hóa thiết yếu mà không cần phải đến siêu thị xếp hàng dài chờ mua, góp phần thực hiện nghiêm chỉ thị 16. Chào tất cả mọi người, mình là Nam Thư. Hiện tại Thư đang có mặt ở siêu thị. Mà hôm nay có mặt ở đây thì không chỉ riêng Thư đâu mà rất là nhiều bạn tình nguyện viên của team nghệ sĩ, các bạn tình nguyện của bên thành đoàn thành phố. Chúng tôi đã có mặt tại các siêu thị để có thể làm một cái vai trò là đi chợ giúp cho người dân ở nhà trong những cái khu cách ly. Bản thân Thư khi mà tham gia tình nguyện viên thì thực sự là rất là vui khi được góp một phần nhỏ bé công sức của mình để giúp cho thành phố lúc này. Tôi nghĩ là thành phố Hồ Chí Minh mình sẽ rất là kiên cường để vượt qua đại dịch này, và chúc cho mọi người vượt qua đại dịch này nhiều sức khỏe và bình an. Chương trình đi chợ giúp dân được thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh phát động và mở đợt cao điểm từ khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Anh Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các đội hình phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh COVID-19 đến nay có 18 đội hình với 30.000 thành viên tham gia. Hiện Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai hơn 800 tình nguyện viên hỗ trợ tại 45 siêu thị, tham gia điều tiết, nhắc nhở người dân tuân thủ 5K, phân luồng mua sắm, hỗ trợ tiếp nhận các đơn hàng trực tuyến và thực hiện mua sắm, chuyển đến cho bà con ở các khu cách ly, phong tỏa.